Tin chi tiết lộ, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, Nam Mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận đỏ ngút trời, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe, cuộc sống hàng ngày, dư giả tiền tiêu. Mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý tín chủ tuổi Ất Sửu đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu và đưa ra dự báo rằng năm Giáp Thìn 2024 là thời điểm bứt phá của quý tinh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh hải trung kim, nam mạng. Vận trình như cá chép hóa rồng, được nhiều cát tinh cao chiếu mà hóa hung thành cát, vận đạo hành thông, công việc thông thuận, làm ăn trúng lớn, trúng số đổi đời, tiền vàng nhét chật két. Vậy vận trình của quý tinh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, nam mạng diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để đón được nhiều vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý thính chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi xông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nam mạng. Nam mạng, sinh năm 1985 tuổi Ất Sửu, tức tuổi con trâu, thường gọi là hải nội chi ngưu, tức trâu trong biển, mệnh kim, hải trung kim, nghĩa là vàng trong biển. Năm Giáp Thìn 2024, Ất Sửu sinh năm 1985, nam mạng, là 40 tuổi âm lịch và 39 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can, quý anh tuổi Ất Sửu có thiên can là Ất ngũ hành thuộc mộc, gặp năm Giáp Thìn có thiên can giáp ngũ hành thuộc mộc là bình hòa. Theo đó, quý anh tuổi Ất Sửu trong năm này chủ về công việc bình thường, nhiều cơ hội kiếm ra được tiền bạc, nhưng cơ bản chỉ đủ đảm bảo cho những khoản chi tiêu công việc cũng như cuộc sống. Bên cạnh đó, quý anh tuổi Ất Sửu có ngũ hành thiên can thuộc mộc âm, gặp năm Giáp Thìn có ngũ hành thiên can là mộc dương, nên có sự tính toán, được quý nhân giúp đỡ công việc, xuất hành đi xa năm này được lợi. Xét về địa chi, theo tử vi tuổi Ất Sửu năm 2024 nam mạng, địa chi của quý anh là Sửu có mối quan hệ tứ hành xung với địa chi Thìn của năm 2024. Quý anh tuổi Ất Sửu trong năm này công việc làm ăn kinh doanh có thể gặp nhiều chuyện bất lợi. Bên cạnh đó, bản thân dễ vướng mắc vào những chuyện thị phi, gia đạo hoặc họ hàng chú ý về chuyện buồn phiền đưa tới. Ngoài ra, người tuổi này di chuyển công việc trong năm cẩn thận về xe cộ. Xét về ngũ hành, luận tử vi tuổi Ất Sửu nam mạng năm 2024, ngũ hành của người tuổi này là kim, gặp ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn là quan hệ khắc nhập, xấu. Theo đó, năm Giáp Thìn với quý anh tuổi Ất Sửu về sức khỏe cần hết sức lưu tâm, bởi đây là năm người tuổi này dễ bị bệnh tật hoặc bị ốm đau. Cùng với đó, về công việc của không thuận lợi, dễ vướng vào chuyện khó khăn và kinh doanh không được như ý muốn. Mối quan hệ của gia đình không tốt, nhiều chuyện mâu thuẫn nảy sinh ảnh hưởng tình cảm. Tháng xấu nhất trong năm là tháng 8 âm lịch, chú ý về tình cảm và phương diện tài lộc. Xét về cung phi, xem tử vi nam mệnh Ất Sửu, sinh năm 1985 năm 2024. Quý anh tuổi Ất Sửu có cung phi càn thuộc hành kim, gặp năm Giáp Thìn 2024 cung phi chấn thuộc hành mộc là khí ngũ quỷ, xấu. Quý anh tuổi Ất Sửu trong năm Giáp Thìn có thể bị người khác gièm pha, thị phi, tiểu nhân quấy phá, của cải mất mát, sức khỏe không được tốt. Những đổi mới về công việc đều không thuận lợi. Ngoài ra, về ngũ hành cung phi thể hiện mối quan hệ tương khắc giữa năm và tuổi, vì thế quý anh có một năm không thuận về sự nghiệp và sức khỏe. Xét về tứ trụ, thiên bại, địa hòa, năm 2024, nam mạng tuổi Ất Sửu đều phải tự thân làm mọi việc, phương diện công việc làm ăn của tuổi này nên chú ý hơn cả. Sao chiếu mệnh, sao thái bạch. Người bị sao thái bạch chiếu mạng trong năm sẽ bị hao tốn nhiều tiền bạc, ốm đau, bệnh tật, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng.
vận hạn, hạn thiên tinh. Là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đến đường ruột, tiêu hóa. Tuyệt đối không tắm khuya, có nguy cơ bị cảm rất nguy hại tới tính mạng. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo, thị phi. Vận niên năm 2024 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nam mạng. Gặp vận niên cẩu cuồng phong, là hình tượng chó bị gió độc. Điều này báo hiệu một năm ít gặp may mắn, nhưng nếu biết nhẫn nại và khéo léo chờ thời cơ thì quý anh vẫn chuyển bại thành thắng không khó gì. Ngoài ra, trong năm này sức khỏe của quý anh không được tốt, công việc sự nghiệp thì trong năm nên giữ nguyên mọi việc như cũ, hạn chế thay đổi sẽ tốt hơn. Ngoài ra quý anh nên giữ gìn chữ tín với mọi người, chọn cách làm ăn kiên cố, không nên tham gia những việc mang yếu tố may rủi, hạn chế xuất tiền, chờ thời cơ, trong năm cũng dễ sinh lòng đố kỵ, nên chu đáo giữ mình, tránh cãi vã, tranh chấp. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, có vận trình không được mấy khả quan. Năm này quý anh phạm thái tuế là năm Thìn, cho nên quý anh sẽ gặp nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, trong năm có nhiều hung tinh đả kích, lại thiếu cát tinh để giải trừ hung tinh, nên lành ít dữ nhiều. Hai phương diện chịu tổn thất nặng nhất là sự nghiệp và sức khỏe. Vì vậy, lời khuyên của chúng tôi dành cho quý anh tuổi Ất Sửu là cần lạc quan, mạnh mẽ, cố gắng hơn nữa. Quý anh nên dành nhiều thời gian nhìn nhận lại bản thân, chứ đừng thả lỏng quá mức, điều này sẽ ảnh hưởng đến vận thế của mình. Bên cạnh đó, sức khỏe gặp hung tinh bệnh phù ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể, cho nên cần phải bảo vệ sức khỏe, hết sức cảnh giác, tránh rượu chè cờ bạc, chỉ khiến cho bản thân thêm bệ rạc mà thôi. Thân thể trong năm nay hay ốm vặt, thường xuyên mất ngủ, điều này gây ảnh hưởng không tốt tới chất lượng cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Xét về phương diện sự nghiệp của quý anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm Giáp Thìn 2024. Tử vi quý anh tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, trong năm 2024, có vận trình sự nghiệp hung cát đan xen, là một năm có tốt có xấu với tuổi này. Nhìn chung bản mệnh tuổi Ất Sửu vẫn khó tránh sự lo âu, nhưng cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể tự tay cải biến được số mệnh của mình. Trong năm này quý anh tuổi Ất Sửu đang phạm phải cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, điều này sẽ gây ra sự nóng nảy, ngang tàng, cá tính mạnh mẽ bộc phát, cho nên công việc gặp nhiều bất lợi, ý chí không kiên định, dễ thay đổi, làm việc thiếu tập trung, hay quên, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên, lãnh đạo và nghiêm trọng hơn còn khiến cho bản thân rơi vào tình trạng bị chuyển đi công tác, giáng chức, bị đuổi việc, mất việc. Sự ràng buộc của hạn thiên tinh trong năm sẽ tác động tiêu cực đến phương diện sự nghiệp, nên quý anh trong làm ăn, buôn bán nên cẩn thận, tính toán cho thật kỹ lưỡng. Không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào lao lý, pháp luật, tiền mất tật mang. Công việc trong năm này đối với quý anh tuổi Ất Sửu nên tập trung phát huy thế mạnh của mình, nhẫn nhịn, chăm chỉ hơn, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn, đừng vội vàng từ bỏ những mục tiêu hiện tại thì vẫn đạt được nhiều khởi sắc, dễ được trọng dụng. Cơ hội cũng sẽ đến, kèm theo đó là không ít khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng quý anh cần can đảm lên, dũng cảm đối mặt, sẽ vượt qua được những trở ngại và thu được thành tựu về cho mình. Quý anh tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, đang ở giai đoạn 2 của vận trình đời người, tam thập nhi lập từ 30 tuổi trở đi lập thân, lập nghiệp, đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội. Tử vi dự báo quý anh tuổi Ất Sửu cũng sẽ có được sự may mắn trong công việc, cho nên cần phải cố gắng nỗ lực hết mình để có được vị trí tốt hơn ở tại công ty, cơ quan nơi làm việc. Đặc biệt, trong năm 2024, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Ất Sửu hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tị dậu sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý anh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm. May mắn không gì bằng, giúp cho quý anh có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý anh tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, trong năm 2024, có tài vận không được mấy khả quan. Thái tuế án ngữ và các hung tinh ngăn trở, làm cho quý anh tuổi Ất Sửu có thể đối mặt với nguy cơ thất thoát tiền bạc, bởi những vấn đề phát sinh khó có thể lường trước. Việc kiếm tiền trở nên chông chênh, khó khăn hơn, con đường phát tài của bản mệnh nhiều ngăn trở, kinh doanh không thuận lợi, hàng hóa có phần ế ẩm do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố,
Tử vi cho thấy, năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận, cho nên quý anh tuổi Ất Sửu đừng nên ỷ vào sự khôn ngoan, ứng xử khéo léo để khởi mưu cầu. Cho dù quý anh có tài ba, đoạt được thành công cũng chỉ là tạm thời, ẩn tàng phía sau sẽ là họa hại, khó khăn gấp bội lần, nên quý anh cần có sự cẩn trọng, không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân. Trong năm này, quý anh tuổi Ất Sửu do bị ảnh hưởng của tiểu hao, thiên khóc và sự ràng buộc của sao Thái Bạch là hung tinh, làm cho cuộc sống của quý anh có nhiều phần u tối, lý trí bị che mờ, gặp họa phá tài, tiền bạc dễ hao, tiểu nhân quấy phá, rối rắm nhiều bề. Không chỉ khó đạt được sự tiến bộ về tài chính, mà các nguồn thu cũng gặp khó khăn, tài lộc khó tụ, ngay cả về mặt quản lý tài chính. Thỉnh thoảng sẽ có những tình huống bất trắc xảy ra, đồng tiền chảy vào túi đã nhỏ giọt, lại phải tốn quá nhiều cho chuyện chi tiêu. Trong năm này, quý anh tuổi Ất Sửu, nếu có ý định xuất tiền bạc đầu tư thì phải thận trọng, cần có kế hoạch tính toán tỉ mỉ, nếu không rất dễ thua lỗ, không thu hồi được vốn. Cho nên, quý anh tuổi Ất Sửu trong năm này càng cần phải tự nhắc nhở bản thân mình nên biết tiết kiệm thì tốt hơn, hạn chế ăn chơi, chạy theo xu thế mua sắm nhiều thứ không cần thiết hoặc tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc. Nên biết cách quản lý về tài chính, việc tiêu dùng cũng cần có kế hoạch. Điều này sẽ giúp cho quý anh cân đối được mức thu chi của mình, chi không vượt quá thu, có thể liệu cơm gắp mắm để có cuộc sống no đủ, tránh nỗi lo nợ nần. Đồng thời cần có một khoản tiền tiết kiệm dành riêng cho những trường hợp cấp bách. Ngoài ra, quý anh cũng nên tránh cho vay tiền hoặc hùn vốn đầu tư lớn trong năm này. Về cuối năm, vận trình của quý anh có phần khởi sắc hơn, khi đó quý anh ít bị tác động của các hung tinh, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán được, thuận lợi, giúp cho nguồn thu của quý anh không ngừng tăng lên, quý anh cũng cảm thấy thoải mái hơn trong vấn đề về tài chính của mình, không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền như những tháng trước đây. Xét về vận trình tình cảm của quý anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý anh tuổi Ất Sửu không tốt cho lắm, vận khí trong nhà suy giảm, dễ phát sinh nhiều điều bất hòa hoặc xích mích nhiều việc, có chuyện buồn đưa tới. Đường tình cảm của quý anh trong năm này cũng vướng phải không ít rắc rối vì bản tính hướng ngoại, các mối quan hệ xã hội rộng rãi. Trong quá trình giao lưu với bạn bè, khách hàng cũng có nguy cơ lầm đường lạc lối, nguy cơ có người thứ ba xuất hiện, thậm chí gây mâu thuẫn gia đình. Đối với những người đã có đôi có cặp hoặc mới kết hôn, cũng sẽ phát sinh nhiều thị phi, bất hòa, vợ chồng không tôn trọng nhau, dễ giày vò lẫn nhau. Về vấn đề này, quý anh tuổi Ất Sửu nên biết giữ mình, kiểm soát hành vi của bản thân, nếu không sẽ dẫn đến đổ vỡ tình cảm vợ chồng, bất hòa với con cái. Ngoài ra, những tin đồn tình cảm cũng có thể gây tổn hại đến hình ảnh, danh tiếng cá nhân, ảnh hưởng đến sự ổn định của sự nghiệp và tài vận. Quý anh tuổi Ất Sửu nên suy xét lợi và hại, đừng vì nóng vội nhất thời mà hủy hoại cả gia đình và sự nghiệp. Mọi người đến tuổi trung niên nên tập trung ổn định mọi thứ, nếu không cuối cùng sẽ phải hối hận. Xét về vận trình sức khỏe của quý anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm Giáp Thìn 2024. Năm 2024, quý anh tuổi Ất Sửu có vận trình sức khỏe cũng không được tốt. Bị ảnh hưởng bởi sự phá hoại của các hung tinh, tang môn, thiên khóc, quan đới, sự ràng buộc của hạn thiên tinh, chủ về sức khỏe, làm cho quý anh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề về đường ruột, hệ tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng. Tử vi khuyên quý anh tuổi Ất Sửu trong năm hình thái tuế này cần đề cao an toàn của bản thân, làm tốt sự chuẩn bị trong mọi tình huống, đặc biệt tránh đi đến những nơi nguy hiểm để đề phòng tai họa bất ngờ ập đến, hạn chế đi đám ma, đám hiếu. Trong năm quý anh cũng có điềm báo gặp họa huyết quang, cần phải cẩn thận khi sử dụng các vật sắc nhọn bằng kim loại. Chú ý khi tham gia giao thông tránh phóng nhanh vượt ẩu, không lái xe trong tình trạng mệt mỏi và sau khi uống rượu bia để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc. Trong năm này, quý anh tuổi Ất Sửu cần tu dưỡng bản thân, coi trọng đạo đức, kính trên nhường dưới, thuận hòa, hiếu thảo với cha mẹ, tạo dựng ý niệm tốt. Ngoài ra, quý anh cũng nên làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn, chu đáo trong việc cúng tổ tiên, siêng năng lễ bái thần Phật thì sẽ được tổ tiên, thần Phật và ơn trên che chở, giúp cho quý anh tai qua nạn khỏi, độ trì gặp nhiều may mắn, hanh thông, thành công, thăng tiến, tài lộc được dồi dào hơn nữa. Quý anh tuổi Ất Sửu trong năm nay phải chăm sóc bản thân thật tốt, nên có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần,
Sức khỏe, chớ nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được, đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Minh Quang Pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý anh. Ngày, giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Ất Sửu, nam mạng hợp với, giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Quý anh cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024, âm lịch, là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Ất Sửu gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Ất Sửu. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch, là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch, là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau: Canh Tý, sinh năm 2020, nam mạng. Bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi lục hợp, cung mệnh sinh khí, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Tuổi Quý Tỵ, sinh năm 2013, nam mạng. Bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nam mạng. Bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Canh Tý, sinh năm 2020, nữ mạng. Bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Ất Dậu, sinh năm 2005, nữ mạng. Bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, nam mạng, năm 2024, có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế, trạch tuổi không. Tam tai năm 2024, quý anh tuổi Ất Sửu gặp hạn tam tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu. Như vậy, năm này là năm Thìn, quý anh tuổi Ất Sửu không phạm hạn tam tai. Tuổi Kim Lâu năm 2024, không phạm Kim Lâu. Hạn Hoang Ốc năm 2024, không phạm Hoang Ốc. Thái Tuế năm 2024, quý anh tuổi Ất Sửu năm 2024, phạm phá Thái Tuế. Năm hạn Thái Tuế phá tuổi Cầm Tinh, đại diện cho năm đó về công việc bị kẻ tiểu nhân ngáng trở gây mất tiền tài, phá sản. Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ, không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác. Tất cả những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho quý anh vướng phải phiền phức, rắc rối,
thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Trạch tuổi năm 2024, theo hệ thống cửu trạch vận niên, thì gia chủ Ất Sửu 1985 trong năm Giáp Thìn 2024 là trạch hư. Trạch hư là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Và năm 2024, Quý Anh tuổi Ất Sửu 1985 gặp trạch hư, không nên mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm nay. Trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nam mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn thiên tinh và sao Thái Bạch chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn thiên tinh đối với tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nam mạng. Nói về hạn thiên tinh, ông cha ta có câu thơ sau: thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Hạn thiên tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe, thị phi kiện cáo, có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đến đường ruột, hệ tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi. Phụ nữ bị hạn nặng hơn so với nam giới. Sức khỏe. Khi gặp hạn thiên tinh làm sức khỏe yếu đi, mắc bệnh về tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém, nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng, đi ngoài, nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm cho tính mạng. Kiện cáo. Người gặp hạn thiên tinh dính tới những cãi vã, xích mích, kiện tụng, thậm chí là rơi vào vòng lao lý. Làm ăn không chính đáng dẫn tới tù tội, hoặc bị người khác vu oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào chốn ngục tù. Kiện tụng thì chẳng thắng chỉ thấy thua, chịu tai tiếng, nặng hơn thì chịu án phạt. Hạn thiên tinh gây ra nhiều áp lực tai họa, khiến cho tinh thần không thoải mái, bất an, buồn rầu và mệt mỏi. Cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc. Có hai điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn thiên tinh đối với Quý Anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, về sức khỏe, những ai gặp sao thiên tinh cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch, tránh xảy ra ngộ độc. Dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. Thứ hai, liên quan đến kiện tụng, những ai gặp hạn thiên tinh trong làm ăn cần cẩn thận tính toán kỹ lưỡng. Không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật, luôn giữ bình tĩnh, tránh xung đột ra tòa. Bên cạnh đó, cần tu tâm, dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu bình an, gia đạo hạnh phúc. Đặc biệt, Quý Anh nên có chế độ rèn luyện bản thân nhằm nâng cao sức đề kháng. Quý Anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm Giáp Thìn 2024, cũng cần chú ý đến sao Thái Bạch chiếu mạng. Sự tác động của sao Thái Bạch đối với Quý Anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm Giáp Thìn 2024. Sao Thái Bạch là một trong hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Gặp phải hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh thường hao tốn tiền bạc tài sản lớn, gặp tiểu nhân, kẻ xấu hãm hại, nhiều vướng mắc, rắc rối với luật pháp. Cần kiêng kỵ vì dễ mắc các bệnh về nội tạng. Ngoài ra, sao này thuộc hành kim nên các bệnh liên quan đến hô hấp, xương khớp, thương tích và tai nạn giao thông dễ xảy ra. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi kim tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim tinh còn được gọi là chiều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỉ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Khuyên những người gặp hạn này nên tu thân tích đức, sống hiếu thảo với cha mẹ, kính trên nhường dưới, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khó khăn cơ nhỡ, tật nguyền. Bên cạnh việc hóa giải vận hạn bằng cách tu dưỡng bản thân thì dưới góc độ tâm linh nhiều người làm lễ dâng sao giải hạn để mong muốn, hy vọng tạo nên sự an tâm, có niềm tin, lạc quan vui vẻ hơn trong cuộc sống, trước là bình an mạnh khỏe, sau là được hanh thông cát lợi. Theo các chuyên gia phong thủy,
Thời gian cúng giải hạn sao Thái Bạch vào 18 giờ đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 âm lịch hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng âm lịch đối với quý anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, trong năm 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Tháng riêng đầu năm mới quý anh Ất Sửu vui xuân cùng gia đình. Nhưng quý anh cần lưu ý mặt sự nghiệp sẽ không được như ý, tính cách nóng nảy, ghét bị người khác ràng buộc, ép uổng. Có điểm tổn hại đến cấp trên mà ảnh hưởng tiền đồ. Quý anh không nên suy nghĩ nhiều để tránh bị stress. Công việc đã có sự an bài, bởi vậy quý anh cứ thuận theo tự nhiên không nên tạo áp lực cho mình. Quý anh cũng đã biết cách vạch kế hoạch, tính toán kỹ lưỡng trước những gì mình cần làm. Đây là tháng mà quý anh có thể phát huy hết tài hoa và năng lực của chính mình. Lưu ý, thương quan quá vượng, cần chú ý về mặt sức khỏe, đề phòng chân tay bị tổn thương. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Tháng này là tháng Đinh Mão, đãng có sự xuất hiện của thiên quan, thiên khốc cũng sẽ mang đến cho quý anh tuổi Ất Sửu gặp rất nhiều phiền phức, khiến quý anh gặp nhiều xui xẻo, đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng mua bán, dễ va vào pháp luật kiện tụng. Về tình duyên cũng không mấy tốt đẹp trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi giác tú hung tinh, tính khí của quý anh thay đổi mạnh mẽ, quý anh tỏ ra lo lắng và nóng tính hơn, tự xem mình là trung tâm của vũ trụ nên khó được lòng mọi người. Không chỉ vậy, hồng loan tinh xuất hiện dễ khiến cho quý anh rơi vào mối quan hệ tình cảm ngoài luồng, đào hoa dữ, có nhiều mối quan tâm mới, ảnh hưởng tới danh tiếng của chính mình. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Tử vi của quý anh tuổi Ất Sửu tháng 3 âm lịch năm 2024. Phương diện là công việc và sức khỏe gặp vấn đề lớn, sự nghiệp của bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn do có cục diện tương hại ngăn trở. Nhiều sự cố bất chợt xảy đến khiến cho quý anh phải tốn công, tốn sức giải quyết, dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa cũng khuyên quý anh nên phát huy tinh thần chăm chỉ, cần cù, cẩn thận của mình. Đặc biệt là khi tiếp xúc với những công việc mới quý anh chớ hoang mang, lo lắng quá, bởi chỉ cần bình tĩnh là dần dần sẽ làm quen được và tìm ra hướng tiến hành công việc phù hợp. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc của quý anh tuổi Ất Sửu có phần khởi sắc, được tam hợp thái tuế trợ vận, mặt công việc, khi làm ăn hợp tác, hay làm các lĩnh vực liên quan tới, bất động sản, đất đai, có phần thuận lợi, tài lộc cũng có thu, nhưng chưa có được sự dư giả nhiều. Lúc thuận lợi quý anh cũng cần lưu ý không nên quá ham chơi, ngang bướng nếu không sẽ khiến sự nghiệp của mình bị phá hoại. Trong lúc làm việc không nên đối đầu với lãnh đạo, nếu không sẽ bị gặp nhiều trở ngại cho vận trình của mình. Đây là tháng có nhân duyên tốt, nhưng cũng đừng quên, quan hệ tình cảm đang phạm hại tiểu nhân, nên quý anh cần phải vững vàng về tâm lý, giữ vững lập trường của mình. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Tháng này, vận khí không tốt, quý anh tuổi Ất Sửu đang chịu ảnh hưởng bởi cục diện Sửu Ngọ tương phá, lại thêm thiên khóc, địa tang quấy phá, gây ra những chuyện buồn phiền về phương diện tình cảm không như ý, quý anh tỏa ra lạnh lùng, cục tính. Không chỉ vậy, nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến quý anh, hai bên dễ xảy ra tranh cãi. Tháng này, một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình, do bạn đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực đưa tới. Trong tháng bạn không nên tham gia vào các trò may mắn, nếu không tiền đến tiền đi rất dễ phá sản. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với quý anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Bước sang tháng 6 âm lịch này, quý anh tuổi Ất Sửu sẽ gặp nhiều thử thách trong công việc, nhiều quy định và luật lệ mới xuất hiện ràng buộc bạn. Quý anh sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc. Quý anh nên tập trung vào công việc chính thì tốt hơn, để quên đi sự muộn phiền, điều này cũng giúp cho quý anh tạo được niềm vui. Chỉ cần dựa vào thực lực và sự thông minh của mình để đem về những lợi ích chính đáng và gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Quý anh không nên tập trung vào các nghề tay trái, những kiểu đầu tư tiền bạc mạo hiểm, điều này rất dễ dẫn đến hao tán về tiền bạc, không chừng sẽ mất trắng tay, lại đeo nợ vào mình. Ngoài ra quý anh trong tháng này cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc, đừng nản lòng nhé.
Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 đối với quý Anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Bước sang tháng mới, với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Đức, tốt cho những ai năng làm việc thiện, cơ hội việc làm cho quý Anh sẽ được nâng cao, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Trong tháng 7 âm lịch này, về vận trình sự nghiệp của quý Anh tuổi Ất Sửu có phần khởi sắc. Có thể nhìn ra quý Anh sẽ có một tháng tốt đẹp, làm việc gì cũng sẽ có quý nhân phù trợ, có lợi cho đường học hành, thi cử, tìm việc, phúc lợi, công việc có sự mở mang và tăng tiến. Tuy nhiên trong tháng cũng sẽ gặp đôi chút thử thách, do bản thân quá ham chơi nên sự nghiệp gặp chút ràng buộc. Ngoài ra tháng này là tháng cô hồn, quý Anh tuổi Ất Sửu cũng không nên thực hiện các công việc trong đại. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với quý Anh tuổi Ất Sửu 1985. Tháng 8 âm lịch đối với quý Anh tuổi Ất Sửu gặp được cục diện ngũ hành tam hợp trợ mệnh, được quý nhân giúp sức, công việc của tuổi Ất Sửu vẫn trên đà tiến triển không ngừng. Có điều vì có nhiều hung tinh chiếu mệnh nên bản mệnh trải qua không ít khó khăn trước khi có được kết quả cuối cùng. Hơn thế, trong tháng tài vận tuy có tăng nhưng không nhiều, kiếm được đồng tiền phải tất bật hơn trước. Nhất là những ai đang kinh doanh thì doanh thu tăng vượt trội trong thời gian ngắn, khi bạn biết tập trung lợi thế của doanh nghiệp mình. Tử vi tháng 9 âm lịch 2024 đối với quý Anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Bước sang tháng 9 âm lịch cho thấy vận trình của quý Anh Ất Sửu gặp cục diện tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi gây trở ngại. Những ai đang nỗ lực mà chờ có kết quả được như ý thì cũng đừng vội buồn, bạn không nên quá xem trọng yếu tố vật chất, gây áp lực cho bản thân một cách thái quá. Bạn nên nhớ rằng hiếm có lộc từ trên trời rơi xuống nên bạn đang phải tự lực cánh sinh, thế nên thành quả đến muộn cũng là chuyện dễ hiểu, lúc này đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn hơn. Sức khỏe giảm sút, dễ đau ốm, mất tiền thuốc thang trị bệnh, tài chính vì thế mà biến động, thu chi mất cân đối, áp lực tiền bạc lớn, đề phòng tình trạng phá tài vào cuối tháng. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 đối với quý Anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Tháng 10 âm lịch, vận trình công việc của quý Anh tuổi Ất Sửu tương đối bận rộn. Quý Anh phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và áp lực bị đè nặng. Công việc có nhiều hạng mục cần phải thực hiện, quý Anh cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt. Trong tháng này, quý Anh phải cần đến sự giúp sức của người khác để hoàn thành. Cũng đừng có ngại ngần khi nhờ tới anh em, bạn bè cùng nỗ lực hỗ trợ để hoàn thành được nhiệm vụ. Tháng này tài lộc của quý Anh tuổi Ất Sửu có chút giảm sút, tuy vẫn có thu nhưng có nhiều việc cần phải chi tiêu ngoài ý muốn. Ngoài ra tháng này quý Anh cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi, kiệt sức lại ốm bệnh. Về sức khỏe, chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông tránh gặp họa huyết quang gây thương tích cho thân thể mình. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với quý Anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Thiên can tương sinh, địa chi tương hợp, trong tháng 11 âm lịch này, vận trình của quý Anh sẽ có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của các tinh. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Về phương diện tài lộc của quý Anh tuổi Ất Sửu trong tháng này tương đối tốt. Mặc dù tháng này gần cuối năm, tương đối bận rộn, nhưng tình hình nhìn chung được suôn sẻ. Quý Anh có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc, đảm bảo nhu cầu cuối năm và mua sắm trong dịp Tết sắp tới. Quý Anh tuổi Ất Sửu có được sự năng động, tinh thần rất sung mãn, trông tràn đầy năng lượng, sẵn sàng chiến đấu với khối lượng công việc cuối năm. Bước sang tháng 12 âm lịch 2024, đối với quý Anh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Quý Anh tuổi Ất Sửu trong tháng này đang bị ảnh hưởng bởi nhiều hung tinh quấy phá, tình hình sức khỏe không được mấy lạc quan. Trong tháng có Sửu Sửu phạm hình với cung mệnh, lại bị tháng Thái Tuế án ngữ dẫn đến vận khí tiêu hao. Vận trình sự nghiệp của bạn không được như ý, dễ nảy sinh thị phi, bản thân quá ngang bướng, nóng nảy, cho nên không được mọi người ủng hộ. Quý Anh Ất Sửu cũng nên biết khắc chế điểm này, suy nghĩ thận trọng trước khi nói hay làm. Tháng có quan tinh lộ, quý Anh nên nhớ là không được quá nóng tính, hãy chú tâm làm tốt công việc của mình. Vì đây là tháng cuối năm nên mọi thu nhập đều dồn về trong tháng này, tài lộc gia tăng, nhưng chi phí cũng không ít, quý Anh nên lên kế hoạch cho việc chi tiêu để không bị hao hụt số tiền lớn. Vâng, quý vị thân mến,
Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.